Trước tiên, cho vợ chồng mình gửi lời hỏi thăm đến mọi thành viên trong gia đình bạn. Mến chúc mọi người luôn gặp nhiều may mắn, tràn đầy sức khỏe, riêng bạn Trúc gặt hái được nhiều thành quả trên mọi phương diện và luôn luôn trẻ đẹp mãi mãi, sức khỏe bền vững. Dạ cảm ơn bạn Trúc đã có một tấm lòng rộng lượng, cao cả, vị tha. Trúc đã bỏ thời gian quý báu của bản thân mình, không sợ gian nan cực khổ, thức khuya dậy sớm. Bạn đã dùng tấm lòng chân thật cao quý của mình, đã bỏ từng chiếc khẩu trang vào bịch mũ thiệt là kỹ càng để được an toàn vệ sinh cho mọi người. Nếu không có một tấm lòng cao cả, cao thượng của gia đình Trúc và bạn bè Trúc, Kiệt không biết làm cách nào để chuyển 2.000 khẩu trang y tế và 200 khẩu trang N95 đến tận tay đồng hương tại Việt Nam. Tuy thấy gia đình Trúc thức khuya dậy sớm, mà trên gương mặt của gia đình Trúc lúc nào cũng tươi cười, mình chợt nhớ một câu người xưa thường nói rằng: khi mang đến niềm vui cho mọi người khác, cũng là đang mang niềm vui hạnh phúc cho tự bản thân mình. Bởi vì sống là đâu chỉ nhận riêng mình, bởi vì cho người khác nụ cười, mình nhận được nụ cười. Cho người khác niềm vui, ta nhận được niềm vui. Một lần nữa, Kiệt xin cúi đầu cảm ơn tấm lòng rộng lượng vị tha của gia đình Trúc và bạn bè Trúc. Và đây là những hình ảnh và video gia đình Trúc quay lại chia sẻ cùng mọi người. Phần 1 là phát khẩu trang tại bệnh viện, phần 2 là phát khẩu trang tại chùa. Mến mời mọi người cùng xem nhé. Thank you.
Thank you.
bà ơi. Đây là chùa Vạn Đức, 110 đường Miếu Võ Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình sẽ phát khẩu trang tại chùa Vạn Đức. Sáng nay mình đã phát khẩu trang tại quận Bình Tân. Và chiều nay 11 giờ mình sẽ phát tại chùa Vạn Đức. Đây là chùa Vạn Đức. Các bạn có nhu cầu sẽ tới nhận khẩu trang miễn phí nhé. Đây, quán cảnh của chùa Vạn Đức đây. Có một bây giờ là gần 10 giờ rồi, chỉ còn một tiếng nữa thôi là mình sẽ phát khẩu trang miễn phí tại chùa Vạn Đức. Các bạn nào có nhu cầu sẽ đến đây nhận nhé. Đây là chú Tiểu ở chùa Vạn Đức. Con tên gì? À, đó, thấy không? Chú Tiểu dễ thương không? Rồi, con đứng bên đây một cái nữa nè. Đứng bên đây có quay nha, cả chùa. Đó, chú Tiểu của chùa đó. Chưa lại phải đấy phải không?
Một lần nữa, Kiệt xin cúi đầu ngàn lời cảm tạ tấm lòng rộng lượng của gia đình Trúc và bạn bè Trúc. Mọi người đã có một tấm lòng rộng lượng cao cả, vị tha. Mọi người đã bỏ thời gian quý báu của bản thân mình, không sợ gian nan, cực khổ, thức khuya dậy sớm. Mến chúc mọi người có một bữa cơm thật là ngon miệng sau một ngày làm việc từ thiện vì mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người.